Thưa quý vị, theo quy định tại thông tư 58 Bộ Công an có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2020, ô tô kinh doanh vận tải sẽ đổi biển số sang nền màu vàng, chữ và số màu đen. Việc cấp đổi biển số vàng được thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Theo đó, trước ngày 1 tháng 1 năm 2022, tất cả các phương tiện đăng ký kinh doanh, dịch vụ vận tải bắt buộc phải đổi biển số sang màu vàng. Nếu các phương tiện không thực hiện đổi biển số theo mẫu quy định, sẽ bị xử phạt và không được cấp phù hiệu vận tải. Khi đã gần đến hạn cuối làm thủ tục cấp đổi biển số ô tô sang màu vàng, người dân tấp nập chạy đứt ruột vì sợ bị phạt. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Đà Nẵng đã tăng ca để xử lý hồ sơ phục vụ người dân. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Trong những ngày cuối năm này, các chủ phương tiện ô tô có hoạt động kinh doanh vận tải đến Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố để làm thủ tục đổi biển số trắng sang biển số vàng khá đông. Người đến được hướng dẫn phân luồng di chuyển, thực hiện khai báo y tế và xếp hàng chờ đến lượt. Đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố cho biết, thời gian gần đây, số lượt người đăng ký đổi biển số cho xe kinh doanh vận tải khá đông. Trung bình mỗi ngày, Phòng Cảnh sát Giao thông xử lý hồ sơ hơn 200 lượt. Đối với các hồ sơ đăng ký đổi biển số trắng sang biển số vàng, lực lượng Cảnh sát Giao thông tiếp nhận trong ngày và làm việc liên tục cho đến khi xử lý xong hồ sơ. Dù hết giờ hành chính vẫn tăng ca thêm để tạo điều kiện cho người dân. Về mặt thủ tục thì đơn vị đã tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp và cá nhân để đến làm thủ tục. Không phải mang xe đến kiểm tra, không phải mang theo giấy chứng nhận đăng ký xe. Chủ phương tiện vẫn hoạt động bình thường. Đơn vị đã bổ sung lực lượng, tăng cường quân số, đề xuất cơ sở sản xuất dập biển số nhanh chóng, đảm bảo cho người dân đến làm thủ tục được nhanh gọn, thuận tiện. Hiện nay thủ tục đổi biển số rất đơn giản. Sau khi điền tờ khai đăng ký, Phòng Cảnh sát Giao thông sẽ đặt dập biển số. Khi nào xong sẽ thông báo cho chủ xe đến nhận biển số nền vàng, hủy bỏ, nộp lại biển số cũ nền trắng và đóng lệ phí chuyển đổi hơn 100.000 đồng. Đối với doanh nghiệp nhiều xe, đơn vị chỉ cần gửi công văn đề nghị đổi biển số, danh sách biển số xe. Không cần mang xe đến kiểm tra nên không ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của phương tiện trong quá trình chờ đổi biển số. Theo mình thì từ hồi mình đăng ký bây giờ thì thủ tục rất là nhanh. Nhưng mà phải chờ vào cái thời gian mà dập biển số. Giới hạn một việc nhưng mà phải phụ thuộc vào cái cơ sở dập. Cho nên khi nào có tin nhắn là bây giờ Phòng Cảnh sát Giao thông báo qua là qua nhận là rất là nhanh gọn, chưa được 5 phút. Chiều hôm nay tôi cũng xuống đến công an của thành phố Đà Nẵng bên cấp đổi biển số. Thì công việc cũng chuyển đổi cũng nhanh chóng, cũng thuận lợi cho công việc của tôi trong ngày hôm nay. Theo thống kê sơ bộ của Công an Đà Nẵng, hiện nay việc cấp đổi biển số trắng sang vàng trên địa bàn thành phố đã sắp xong. Từ nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021, Phòng Cảnh sát Giao thông sẽ tăng cường lực lượng để hỗ trợ người dân đổi biển theo quy định.